Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay thì Hiếu lại được đưa em mang con Exciter này đến quán của Hiếu để làm lại động cơ. Thì trong cái quá trình Hiếu tháo ra thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em cách tháo bộ côn của con X này ra nhé. Rồi. Thì con xe này thì Hiếu tháo tất cả cánh yếm các thứ ra rồi. Và Hiếu làm lại cái máy và Hiếu bảo dưỡng xe cho em nó luôn. Đấy, đây là Hiếu tháo. Đấy. Cánh yếm Hiếu để gọn rồi thôi. Bây giờ Hiếu sẽ tháo bên côn ra, chia sẻ cho anh em cách tháo bên côn nha anh em nha. Đấy, tháo bên côn thì anh em ta sẽ chuẩn bị cho Hiếu cái bút xóa để chúng ta đánh dấu bánh răng anh em nha, trước khi chúng ta làm. Ở đây thì Hiếu sẽ sử dụng bằng súng tháo ra máy anh em nha. Chứ anh em chúng ta quay tay thì rất là lâu, cho nên Hiếu sẽ sử dụng bằng súng luôn. Đấy, Hiếu bắn ra này. Nếu như anh em nào mà chưa có cái khẩu súng này ấy, mà muốn mua thì cứ liên hệ cho Hiếu. Hiếu sẽ gửi cho anh em. Súng tháo ra máy này bên Hiếu vẫn đang cung cấp nha. Súng to, súng nhỏ, súng hay búa bên Hiếu vẫn đang cung cấp cho anh em thợ của Hiếu luôn. Con máy này nó kêu quá anh em ạ. Nó gõ lọc cọc vậy. Xe của em, xe của cô em này là nó vừa mới làm lại động cơ xong. Hết nhớt à? Cái này là nó trước là nó tháo ra nhưng mà nó không thay cái gioăng, nó bôi keo vào anh em ạ, nó bôi keo vào, gioăng này chết rồi. Gioăng này Hiếu sẽ tháo ra và Hiếu thay toàn bộ gioăng hãng luôn. Đây này, giới thiệu cho anh em luôn nhá, làm đến đâu thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em luôn đến đấy. Ở đây thì nó là như này này. Làm các dòng IA, XI hoặc là những dòng xe của Sirius hoặc Du ấy, thì các anh em của Hiếu có làm máy ấy, thì chúng ta để ý hộ Hiếu cái phớt đây này. Cái phớt này nó lát rồi. Nếu như chúng ta mà không thay ấy, thì nó sẽ hỏng luôn. Máy của anh em sẽ hỏng luôn. Tại sao Hiếu nói như thế? Đây là cái phớt để nó làm kín để bơm dầu lên biên. Bây giờ cái phớt là rách như này rồi, nó không, nó mất áp suất, nó áp lực nó mất rồi. Đây này, nó rách như này nó mất rồi. Thì dầu nó sẽ không bơm vào bên trong nữa mà nó bơm ra ngoài, nó đẩy ra ngoài. Đẩy ra ngoài thì dầu nó sẽ không vào trong biên của chúng ta nữa, thì nó dẫn đến tình trạng là đã hỏng thôi, có gì đâu. Hỏng hơi đầu bò các thứ thôi. Đấy. Còn chết cả biên luôn, dầu không bơm mà anh em. Đấy, cho nên là cái này rất là quan trọng. Đây, cái này bị hỏng rồi này. Đấy, thì cho anh em chúng ta phải thay đi. Cực kỳ quan trọng luôn. Đấy. Đây là con X thì nó là côn tự động. Dòng X này thì rất nhiều người chuộng, nó là đời cũ, thon gọn rất là đẹp luôn. Thì bây giờ chúng ta tháo ra ấy, anh em chúng ta tháo ra thì chúng ta đánh dấu bánh răng vào thôi, tránh cái tình trạng nó bị hú lồi. Xe của khách hàng như nào thì chúng ta lắp y chang như thế. Đấy. Bánh răng thì Hiếu có chia sẻ cho anh em rồi, cho dù xe nào cũng thế, Honda, IA chúng ta đều đánh răng, đều đánh dấu cái bánh răng vào. Đấy. Xe nào cũng vậy, chúng ta đều đánh dấu cái bánh răng của chúng ta vào cho nó tốt nhất. Xe của khách như nào thì chúng ta lắp y chang như thế. Đấy, như vậy là Hiếu đánh dấu bánh răng vào rồi anh em nha. Đấy.
Thì bây giờ chúng ta đánh dấu rồi thì anh em chúng ta bây giờ tháo tự do thôi. Đấy, cứ có con ốc nào chúng ta cứ tháo hết ra cho hiểu, thế là xong. Đây, hiểu sẽ để máy xa xa chút này. Anh em chúng ta lại lắp đồ 10 vào, chúng ta bắn ra. Đấy, chúng ta bắn hai cái ra trước rồi chúng ta sẽ bắn hai cái cân ra luôn. Nhẹ nhàng. Anh em chưa? Ở đây nó có cái ti này. Cái này gọi là cái cắt côn này anh em. Đấy, ép cắt côn lẩy rất khỏe luôn đấy. Đừng đùa với nó đâu. Ti lẩy rất lợi hại luôn. Ở đây có viên bi này anh em này. Đấy. Chúng ta tháo ra chúng ta để ý vào cho hiểu nhá. Đấy. Lấy căng làm viên bi nó long ra luôn. Đấy thì đấy là anh em chúng ta tháo ra thì chúng ta để ý vào cho hiểu. Đây là những cái kỹ thuật đơn giản. Khi chúng ta tháo ra chúng ta làm máy thì chúng ta để ý vào một chút xíu. Nhiều khi chúng ta tháo ào ào ra xong là nó rụng mất. Anh em chúng ta không biết là viên bi ở chỗ nào. Đây, nhiều khi nó dốc này nó còn không ra được luôn ấy. Vỗ cái thì nó bay ra luôn. Đây là côn này. Thường thường chúng ta vặn con ốc này chúng ta tháo hết ra. Còn nếu như anh em chúng ta ráp vào ấy thì chúng ta phải bắn chặt vào, chúng ta ráp từng lá một. Đây hiểu sao tháo ra. Nếu như ráp côn ấy thì chúng ta phải ráp từng lá một như này anh em ạ. Đấy. Thì hiểu có chia sẻ rồi. Nếu như chúng ta đây tháo ra thì chúng ta bắn phát là chúng ta lưng ra luôn. Còn nếu như khi ráp côn ấy chúng ta phải ráp từng lá một. Đá này là chai cứng hỏng hết rồi nha. Đây này. Rất yếu, rất là lì luôn. Nói chung là cái bộ này là hết đát rồi. Không còn gì để sử dụng nữa rồi. Hỏng hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắn con ốc này ra thôi. Anh em chúng ta vào số để cho nó đỡ bị xoay tròn nha. Đây vào số này. Chúng ta để số là nó quay tròn không bắn ra được đâu. Đấy. Cái này là phải đạp số thì chúng ta mới bắn ra được. Đây là cái này gãy lẫy rồi. Tức là cái này là chặn thôi ốc.
Đấy, nói chung là xe này nhiều thợ tóm mà quá hỏng hết rồi. Đấy thì Hiếu tháo ra như nào thì cũng chia sẻ luôn. Không lúc lại bảo là anh làm máy rồi gãy hết ốc của em là không có. Đấy, trong này nó có cái long đền này này anh em này. Nó giống như dòng côn của Honda thôi, không có gì khác biệt cả. Quan trọng là đánh dấu cái bánh răng này vào này. Đấy, ở đây Hiếu đánh dấu rồi, đánh dấu tiếp vào cho nó rõ, mắt thì hơi kém, lèm nhèm. Đấy. Đây, chúng ta bắn nốt con ốc này ra. Đấy, khẩu đây rồi. Khẩu 19 anh em nhá. Bắn lốt ra. Ở đây chúng ta tóm vào hẳn cái côn văng, chúng ta lậy được ra ngoài nhẹ nhẹ nhàng thì nó đỡ bị. Đây chúng ta rổ luôn cả cụm ra luôn. Nó cũng hơi khó đấy. Ít người người ta rổ được cả cụm như này ra. Đấy. Còn chúng ta mà không rổ được như này thì nó sẽ long cái bi bên trong ra. Đấy. Khi anh em chúng ta tháo ra thì nó sẽ không bị long cái bên bi này ra. Nó long ra thì chúng ta cũng lại ráp vào thôi, nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó cả. Đấy. Đấy, rất là ok anh em ạ. Đấy, như vậy là Hiếu vừa mới chia sẻ cho anh em cách tháo bộ côn của X số tự động, côn tự động. Đấy, như vậy là ok rồi anh em. Đây cục can này thì chúng ta tháo lốt ra. Cái này Hiếu tháo ra, Hiếu làm lại biên, làm lại biên thay hết một loạt bi máy luôn. Đấy. Cục can của nó này, can biên này. Đấy, ok anh em nhé.